Xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi đến từ công ty cửa Nam Minh Đông. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu cửa thêm một cánh làm cho cửa phòng và cửa nhà vệ sinh. Cửa thêm một cánh này thì chúng tôi làm từ Rofai Sinh Pham Việt Nam, màu xám và sử dụng phụ kiện hãng Raho màu đen và kết hợp với kính mờ nhúng axit 8 ly cường lực. Thì đối với cửa điện một cánh thì chúng tôi sẽ sử dụng 3 các bản là 4D như thế này và một bộ khóa đơn điện, một đầu chìa và một đầu hướng bắc. Đây là bộ cửa nhà vệ sinh. Đây là nhôm Sinh Pha Việt Nam, có độ dày 1.2 đến 1.4 ly, có giá thành khá là rẻ, thích hợp và làm cho cửa phòng và cửa nhà vệ sinh. Với cửa phòng và cửa nhà vệ sinh mà khi chúng ta sử dụng sản phẩm cửa nhôm Sinh Pha thì có độ bền rất là cao, khó hư hỏng hơn so với những cái sản phẩm như cửa nhựa giả gỗ, bởi vì nhôm nó rất là chắc chắn, kèm theo là hệ ron cao su kép nên là khả năng cách âm, chống bụi bặm, giảm thoát nhiệt rất là tốt. Ron cao su kép là trên thông bao sẽ có một lớp ron cao su như thế này, và ở trên phần cánh cũng có một lớp ron cao su. Khi chúng ta đóng cửa lại thì cái một lớp nó sẽ nằm ở bên ngoài như đây và một lớp nằm bên mặt này, nó sẽ tạo ra hai cái lớp ron cao su. Lớp ron cao su kép thì tạo ra độ kín cao hơn, và đối với những cái sản phẩm mà cửa nhựa giả gỗ hay là cửa gỗ thường thì chỉ có một lớp ron cao su ở trên khung bao hoặc là không có lớp ron cao su nào, nên là khả năng cách âm rồi là giảm thoát nhiệt hay là chống bụi bặm nó rất là kém và đóng mở cũng không có êm. Hiện tại thì công ty chúng tôi có nhận thi công cho các công trình về các sản phẩm cửa nhôm Sinh Pha và một số loại cửa nhôm kính cao cấp khác. Nếu quý vị có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ đến hotline 0933 626060. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cho quý vị một cách chi tiết. Sau đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.